Theo chuyên gia Minchi Guo cho biết thì nhiều khả năng tới 2024 chúng ta sẽ nhận được iPhone SE thế hệ thứ 4, tức là chúng ta sẽ phải chờ 2 năm tới thì mới có iPhone SE 4. Và iPhone SE 4 đang được đồn đoán rằng là sẽ được sử dụng cái thiết kế của iPhone 10R, tức là chờ 2 năm để mua được một chiếc máy có thiết kế giống như thế này. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không mua iPhone 10R ngay ở thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của nó đã thơm hơn rất nhiều? Cụ thể như mình tham khảo di động Mỹ, bây giờ iPhone 10R chỉ loanh quanh khoảng tầm gần 6 triệu đồng mà thôi. Và hãy cùng mình chia sẻ về iPhone 10R ở thời điểm hiện tại nhé. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên là một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Nhất về thiết kế của iPhone 10R thì đây là một cái thiết kế nó quá quen thuộc với người dùng ở thị trường Việt Nam rồi. Bởi vì vốn dĩ iPhone 10R đã từng là chiếc máy quốc dân ở phân khúc tầm giá 9 triệu đồng, 7 triệu đồng cũng quốc dân, 6 triệu đồng, bây giờ lại càng quốc dân hơn. Và cái thiết kế này mình khẳng định với các bạn là nó không phải là một cái thiết kế sang trọng ở thời điểm hiện tại nữa. Nhưng nói về cái độ thực dụng của cái thiết kế này thì ok, nó vẫn đủ bởi vì nó vẫn mang tới cho chúng ta một cái trải nghiệm tổng thể dễ dàng cầm nắm thoải mái và không hề bị mỏi, cũng không cần phải quá cố với trong cái quá trình của chúng ta sử dụng. Nên đây là một cái thiết kế mà mình đánh giá là nó thực dụng ở thời điểm hiện tại. Khả năng cao thì iPhone SE của năm 2024 nó vẫn sẽ chỉ có một cam giống như này thôi. Thế nên cần gì phải chờ, mua iPhone XR luôn đi. Quay ra với màn hình của iPhone 10R đi. Đây cũng sẽ là một trong những cái màn hình nó gọi là quá tầm thường ở cái tầm giá này. Màn hình HD cộng, rồi kích thước 6.1 inch, và chúng ta cũng sẽ chỉ có tấm nền IPS. Những thông số nó rất là bình thường. Và khi mà các bạn sử dụng và trải nghiệm trên màn hình này thì mình tin rằng là các bạn cũng thấy nó là một cái màn hình bình thường. Nó không rỗ, nó không quá tệ nếu như trước đây chúng ta đã từng chấp nhận được nó ở mức giá khoảng tầm 9 triệu hơn. Ở mức giá 8 triệu thì bây giờ ở mức giá 6 triệu. Mình tin rằng là nó cũng là một mức giá để chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận hơn với cái thông số màn hình HD cộng trên iPhone 10R. Quan trọng nhất nó vẫn sẽ là cái trải nghiệm thực tế khi mà các bạn nhìn trên cái màn hình này. Nó không hề bị rỗ như những cái tấm nền chất lượng không cao đến từ những chiếc máy Android. Nên HD cộng thì nó cũng có jit, cũng có jab. Các bạn cứ trải nghiệm thử HD cộng trên cái chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn đạt đủ chất lượng để chúng ta có thể sử dụng. Chủ yếu khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái thông số ở cái tầm giá này khi mà so sánh với những chiếc máy Android á, thì các bạn đã có màn hình Full HD cộng, các bạn có màn hình OLED, các bạn có màn hình tần số quét 120Hz, thì đó sẽ là những cái thứ mà các bạn bị để ý thôi. Còn nếu như mà các bạn quan tâm nhiều đến phần trải nghiệm thì đây vẫn là một cái màn hình đủ ngon, nhưng mà vẫn chê đấy là viền xung quanh dày quá các bạn ạ. Và cũng có một cái mà mình cũng muốn chia sẻ luôn, đấy là liên quan đến iPhone SE của năm 2024 thì nhiều khả năng cái con máy đấy á, nó sẽ sử dụng màn hình HD cộng giống như thế này, nhưng phần tai thỏi bên trên sẽ không có cụm TrueDepth và không có Face ID, tức là làm một cái con iPhone được định giá ở mức giá rẻ nên Apple vẫn sẽ không trang bị Face ID cho SE thế hệ thứ 4, và có thể thì nó sẽ được tích hợp Touch ID ở trên nút nguồn. Thì đấy sẽ là một thông tin thêm bên lề mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Mặc dù là nó sẽ có thiết kế giống như vậy, có màn hình giống như thế này, nhưng về cái tính năng thì nó đã thua ở cái khoản đấy, đã không được trang bị Face ID. Đối với cấu hình của iPhone 10R thì tới thời điểm hiện tại đây không còn là một cái cấu hình gọi là mạnh mẽ best choice cho một khúc tầm giá nữa. Ở tầm giá này chúng ta đã có thể lựa chọn được những chiếc máy có Qualcomm Snapdragon 865, hay là chúng ta có thể lựa chọn được một vài những con máy kiểu Qualcomm Snapdragon 888. À không, Qualcomm Snapdragon 888 thì các bạn phải lựa chọn những con máy kiểu S21 thì nó ở khoảng hơn 7 triệu. Nhưng đấy, rõ ràng chúng ta vẫn sẽ có được những sự lựa chọn với cấu hình nhỉnh hơn, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình vẫn phải công nhận đó là iPhone 10R ở cái thời điểm này nó vẫn mang tới cho chúng ta một cái độ mượt bất ngờ luôn các bạn ạ. Khi mà các bạn mở app, khi mà các bạn chuyển đa nhiệm, hay là khi các bạn sử dụng trong bất kỳ một cái tác vụ nào thì nó vẫn thể hiện nó là một chiếc máy chạy iOS. Nó không hề bị giật lag, nó không bị những cái lỗi kiểu lắc vặt trong cái quá trình mà các bạn sử dụng, giống như những chiếc máy Android tầm trung ở cùng tầm giá, hoặc là một vài những chiếc flagship cũ Android ở cái tầm giá này. Nên đây vẫn sẽ là một trong những cái điểm lợi khi mà nó là iPhone, khi mà nó được sử dụng hệ điều hành iOS. Còn về những cái lỗi lặt vặt do iOS cập nhật mang lại thì tất nhiên nó vẫn không thể tránh khỏi được. Bởi vì hiện nay đến iPhone 14 đôi khi nó còn gặp lại những cái lỗi kiểu vớ va vớ vẩn do iOS mà. Thì iPhone 10R gặp những cái đấy nó cũng là điều đương nhiên. Nhưng quan trọng đấy là về những cái giật lag khó chịu trong quá trình sử dụng là hoàn toàn không có. Nên các bạn cũng có thể an tâm về vấn đề này. Còn về gaming thì iPhone 10R vẫn có thể nhai tốt những con game, ví dụ như là
Liên Quân, Tốc Chiến hay là PUBG với mức setting cao. Và đặc biệt thì nó sẽ không bị quá nhiệt và nó không bị giảm độ sáng màn hình quá nhanh giống như những con iPhone 10S hay là iPhone 10S Max, do là nó sử dụng tấm nền IPS sẽ không bị cộng hưởng nhiệt và không bị hấp nhiệt vào cái con chip nhiều, nên nó sẽ giữ được ổn định tốt hơn và ít gặp cái tình trạng đấy là giảm độ sáng màn hình gần như là không có. Thế nên đây cũng sẽ là một lợi điểm nữa khi mà các bạn lựa chọn iPhone 10 rồi ở cái tầm giá 6 triệu này chứ không phải là iPhone 10S. Còn về camera thì đối với iPhone 10R nó vẫn sẽ mang lại cho chúng ta một chất lượng gọi là đủ ngon trong khúc tầm giá, từ chi tiết, từ màu sắc, nhưng mà tất nhiên đó sẽ chỉ là những cái bức ảnh của chúng ta chụp trong điều kiện đầy đủ sáng mà thôi, do là thế hệ iPhone 10R, 10S, 10S Max vẫn chưa được Apple mang lên cái tính năng đó là Night Mode. Thế nên là khi mà chúng ta chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng ấy thì chiếc máy thể hiện noise và bệt rõ rệt, ngay cả khi mà chúng ta so sánh bức ảnh với những chiếc máy tầm trung ở cùng phân khúc á thì con này nó vẫn thua hơn một tí. Bởi vì hiện nay những con máy tầm trung ấy nó đã đều được cập nhật lên hết cái tính năng Night Mode rồi và chi tiết của nó kéo lại cũng đã rất rất ngon rồi, nên đây sẽ là một cái yếu điểm của iPhone 10R cũng như 10S và 10S Max nói chung khi mà chúng ta chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Còn quay sang với khoản quay video thì iPhone 10R vẫn quá chất lượng, vẫn quá ngon. Và khi mà các bạn cầm bằng một tay và các bạn đi bộ quay vlog này kia thì nó vẫn chống rung cực kỳ hiệu quả và cũng như chúng ta sẽ có được một chất lượng thu âm ngon lành, không có điểm gì để chê. Nói chung đối với iPhone 10R thì đây là một con máy mà nó vẫn đủ ngon ở thời điểm hiện tại nếu như các bạn vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái thông số màn hình của con máy này, hay là các bạn cũng không quan tâm quá nhiều đến vấn đề là camera phía sau của nó phải là 2 mắt hay là 3 mắt, hay là về cái khoản lo lắng về lỗi thời thì cũng yên tâm, không cần lo lắng bởi vì 2 năm nữa sẽ có một con máy mới được ra mắt với hình dạng như thế này các bạn ạ. Nhưng có thể thì quả táo sẽ được lôi từ trên, lôi xuống giữa giống như trên iPhone SE của 2020 và iPhone 8. Còn các bạn thấy sao về iPhone 10R thì hiện tại hãy comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Còn rất đừng quên để lại một like, share và subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.